một cái tiểu phẩm hài, Đôi Bạn Đi Chùa. Chúng ta sẽ gặp lại gương mặt anh MC dễ thương và nam diễn viên Huỳnh Bá Thanh. Cây hài duy dáng, duy mỹ sẽ trở lại trong tiểu phẩm hài Đôi Bạn Đi Chùa. Mời các cô chú anh chị cùng xem nha. Bà con Sóc Trăng ơi, nhỏ quá à, bà con ơi, con muốn lớn hơn nữa đâu mà, bà con ơi, dạ quá phê luôn. Dạ, lời nói đầu tiên cho con xin gửi lời chào, kính chúc sức khỏe cho bà con, cô bác ở gần cũng như ở xa. Xin kính chúc tất cả nhà chúng ta ai ai cũng an khang hạnh phúc, và xin kính chúc tất cả được bình an khang thịnh vượng, đẻ con là con quý, sinh cháu là cháu thiên tài. Sao con còn ngại không cho một tràng vỗ tay lớn đi ạ? Dạ, con xin cảm ơn rất nhiều ạ. Bà con cô bác biết sao không? Con tâm sự một xíu nè. Bữa nay con hẹn chú ba ở con bên hàng xóm á, đi xuống Sóc Trăng đến chùa La Hán mà thăm dự cái lễ khánh thành chùa đó. Mà nãy giờ con tìm hoài không thấy xe tới nơi rồi. Để con điện thoại cái chú đang ở đâu rồi. Alo. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Trời đất ơi, chơi kỳ cục vậy, hẹn hò xong rồi khóa máy gọi tiếp. Đã bảo thuê bao quý khách không thích nghe máy, xin quý khách đừng làm phiền. Trời đất ơi, có vụ không thích nữa hả? Không thích đâu, con gọi nào cháy máy thôi là gọi nè. Công nhận quý khách lì thiệt. Thuê bao quý khách thích nghe máy, xin quý khách cứ nói chuyện. Trời ơi, alo chú ba đang đâu chú ba? Ở sau lưng mày nè chứ đâu mày ơi. Trời đất ơi. Dì Mỹ xin chào tất cả quý vị khán giả thân thương nhất. Chú ba hay quá ha. Vậy hẹn hò đi chùa hay đi trễ vậy? Không phải trễ, chú ba nói con nghe, tao đi trễ là tao gặp sự cố. Sự cố gì? Để kể mà nghe, mới tới cái vòng xoay nè. Rồi sao? Tính quẹo đây gặp con. Dạ. Tao thấy bên đường có cái thằng đó nó quảng cáo. Quảng cáo gì chú? Nó bán một con két châu Phi 7 màu nói được 3 thứ tiếng. Trời đất ơi, 3 thứ tiếng. Hồi sao? Mắc dữ vậy. Ơi mà nó sao? Nó bán 2.000. Quá rẻ. 2.000 đô đó con. Mắc quá chú ơi. Trời ơi, chim nói 3 thứ tiếng mà mày. Rồi sao? 3 thứ tiếng là tin không á? Đó thì bởi vậy tao không tin, tao mới nói bây giờ để tao tới tao thử. Dạ. Nếu mà con chim này nó nói được 3 thứ tiếng tao mua 2.000 đô. Đúng. Con chim đứng trên cái cây. Rồi sao chú? Hai cái giò cột hai cọng dây. Rồi sao nữa? Tao nắm cái giò bên chân phải tao giật. Phạt phạt phạt. Con chim. Đúng. Nói liền. Nói gì chú? Hello, good morning. Trời đất ơi, chim nói tiếng Anh luôn. Chứ sao? Tao nắm cái giò chân trái á. Dạ. Tao giật phạt phạt phạt. Con chim nó nói liền. Nói gì chú? Tao na bòn ơi. Trời ơi, biết nói tiếng đó luôn hả chú? Ừ. Trời ơi, quá hay luôn. Rồi tao nắm hai cái giò con chim tao giật. Dạ. Bạc bạc bạc. Con chim nhìn tao đắm đuối. Nó không nói gì hả chú? Nó nói giật hai giò té sao quỷ già. Trời ơi, thấy chưa? Già đầu rồi. Ai biểu chọc với thú, thú nó chửi chi. Bởi vậy mới nhục rồi mày gọi tao giật một giật hai đi đâu? Ơi, có chuyện gấp lắm con mới nhờ chú ấy nè. Gọi đi đâu? Con nghe bà Tám xuống trên á. Ờ. Nói rằng á, chú á, là có tài à, chỉ người ta sắp trái cây cúng á, là mang phát tài năm đó là phất lên luôn như diệt gặp gió luôn á. Đúng rồi. Trời ơi. Ừ, sao? Tìm chú nè. Tính nhờ tôi mua trái cây hả? Đúng rồi. Nói không phải nổi với con. Sao nè chú? Bà con hàng xóm đó. Dạ. Mỗi lần mà qua nhờ tôi chân một chị trái cây đó. Rồi sao? Năm đó làm ăn giàu sang đó con. Thì đó con biết. Cúng trái cây phải đủ lễ đủ nghĩa đàng hoàng. Cúng sao đủ lễ chứ nó con nghe coi. Thí dụ như ngày Tết Nguyên Đán đâu. Dạ đúng rồi. Ngày Tết nha. Ngày Tết. Chạy ra chợ mua trái mãng cầu. Trái mãng cầu. Trái đu đủ. Trái đu đủ. Trái dừa. Trái dừa. Trái xài. Chi vậy? Cầu dừa đủ xài. Trời ơi chú, cái chuyện này ai cũng biết hết trơn, cần gì phải nói. Vụ này biết mày không? Hả? Bảo đảm vụ này chưa biết nè. Vụ nào? Biết mấy bà bán giải ngoài chợ Sóc Trăng không? Không, này con chưa biết sao. Đó nhờ tao chân của dĩa trái cây mà năm đó bán giải cất nhà lầu 2-3 tấm. Trời đất ơi, cúng mà linh gì hả chú? Chứ sao? Chú chỉ con nghe cúng sao vậy? Làm nghề bán giải phải không? Đúng. Chạy ra chợ mua trái mãng cầu. Trái mãng cầu. Trái giải. Trái giải. Trái cao. Trái cao. Dài 3 cộng giá. Chí. Cầu giải cao giá. Trời đất ơi. Trời ơi, hay quá gì con tìm linh, đúng rồi. Linh lắm con, linh lắm. Chú ơi, linh quá, không nhờ chú giúp con được không? Vụ gì? Con có thằng bạn bị chích xì ke. Thằng ai? Bạn bị chích xì ke hả? Dạ, nó nhỏ thôi con mang mắt bây giờ. Rồi chứ sao? Con định nhờ chú chỉ cúng sao mà nó bỏ xì ke. À. Nó hoàng lương thành người lương thiện. Mày nhờ tao cúng dĩa trái cây cho bạn mày bỏ chút xì ke. Đúng rồi chú. Rồi cái vụ này nghe cho kỹ nha. Dạ sao chú? Bây giờ nghe lời chú nè. Dạ. Chạy ra chợ mua trái mãng cầu. Trái mãng cầu. Trái đu đủ. Trái đu đủ. Trái dừa. Trái dừa. Cái ống chích. Ê ống chích làm gì? Thì cái bệnh nào phải cúng cái đó chứ con. Ủa bệnh nào là mình cúng cái đó nó bỏ ra chú?
Ờ vậy nó mới linh chứ. À thôi xin lỗi chú nha. Rồi nghe lại nghe. Rồi. Chạy ra chậu một trái măng cầu. Trái măng cầu. Trái đu đủ. Trái đu đủ. Trái dừa. Trái dừa. Cái ống chích. Cái ống chích. Ly cà phê. Ủa là sao? Cầu chích dừa đủ phê. Thôi chú tầm tầm xàm quá à. Trời ơi cái gì vậy? Trời đi chùa ở nơi mà cứ mặt mày mà tào lao rồi vậy. Ba cái vụ chích xì ke tao đưa vô trường cai nghiện cho thầy bà nằm cút ba cái vụ này mày. Mày gọi tao giật một đi ai đi đâu? Thì đi chùa. Đi đâu? Đi chùa. Đi chùa. Đi chùa, nó chưa đi chùa để chửi nó. Để chửi không? Nó. Ê ê. Dạ. Nói câu đừng giận nha con. Thôi chú. Không biết tu hành nhiều mà phải đặt đeo chửi dữ vậy con. Trời ơi, chú ơi. Con thì chú nghe cái quan niệm của con á là con tu thì không bằng ai mà đeo chửi không ai bằng con. Trời. Ê vậy mấy món mày lựa cộng dây xích đó mà đeo cần cổ mà cho nó kỳ à, con. Chú kỳ quá. Bây giờ nó gặp chú rồi xe tới mình đi kịp giờ. Ê ê, bộ có xe nữa hả? Trời ơi, đi xuống thành phố Sóc Trăng xa lắm, có gần đâu. Ủa rồi cái tiền xe ai tính con? Thì mạnh ai nó trả, bây giờ cứ là phước ai nó hưởng quả ai. Gọi về cho mình hùng phước thì mình được phước. Trời đất ơi, cái này mày phải nói trước chứ mày không nói rồi vợ tao đâu cho cắt nào đâu. Giờ rủ hùng tiền xe mày. Ý là chú không có tiền hả? Chuẩn bị chứ. Thôi bây giờ con có ý kiến gì nè. Sao con? Bây giờ nếu mà chú không có tiền á, bây giờ con với chú thi đố nhau. À cho trí tuệ à. Trí tuệ, nếu mà con thắng thì chú trả tiền. Rồi. Mà con thua thì chú trả tiền con. Muốn ăn thua hả con? Ừ. Rồi được cái vụ này thú vị nha. Thú vị. Rồi trí tuệ nha. Tao chấp mày đấu trước á. Đúng rồi. Còn đấu chú nè. Đấu đi con. Chú lắng nghe đấu nha. Rồi nghe đây. Còn đấu chú nè. Rồi. Bây giờ chú bước ra đường. Bước ra đường. Bên trái có tờ 500. 500 ngàn. Bên phải có tờ 50. 50 ngàn. Chú lụm tờ nào? À, mày khùng hả mày? Tao lụm cái tờ 500 ngàn. Chú mới khùng á, lụm hết. À, tiền đó, tiền mà chế gì trời. Tờ này nó ghê ta. Ở 550 được 550. Ôi, hay. Rồi, hay. Giờ tới tao đâu dạ, nè. Dạ, tờ chú đó. Chú nghe nói con là đệ tử Thuận Thành của chùa La Hán hả con? Trời ơi, con đeo chuỗi là biết rồi chú. Đệ tử Thuận Thành luôn hả? Dạ, trời ơi, con là hay đi chung với Hi Tuấn lắm. À, vậy đó hả? Dạ. Mày đi hay mà đệ tử của Hi Tuấn hả con? Dạ, đúng rồi chú. Ê, rồi vậy rồi, nghe chú hỏi rồi, mỗi lần mà rằm hay là tháng 7, tháng 4 rồi có ăn chay không? Có nha. Giỏi vậy đó hả? Ăn chay nghiêm mật lắm á. Rồi, bây giờ chú ba đố con về chủ đề ăn chay nha. Chú đố đi. Đúng chủ đề con à. Nghe rõ trả lời nè. Dạ. Bây giờ chú ba đố con nè. Dạ. Cái người Phật tử mà ăn chay một tháng 4 ngày gọi là gì? Thì gọi là tiểu thừa. Mày giỏi mày. Trời ơi. Rồi, mà người Phật, rồi cái người Phật tử mà ăn chay một tháng 10 ngày gọi là gì? Trung thừa. Giỏi vậy con. Trời ơi chú ơi. Rồi cái người Phật tử mà ăn chay trường gọi là cái gì? Đại thừa. Giỏi vậy con. Rồi cái người Phật tử mà ăn chay ba hồi ăn ba hồi không người ta gọi là cái gì? Chết rồi con. Cái vụ gì có hả ta? Có mà đâu con. Có không? Mẹ không biết chịu thua giải thích mày nghe. Có mà con. Có. Bây giờ mà, nếu mà có mà chú giải thích ra bà con vỗ tay con mới thua nha. Còn không vỗ tay là con không thua nha. Phải không? Phải. Nghe tôi giải thích bà con vỗ tay nè. Cái người Phật tử ăn chay một tháng 4 ngày gọi là gì? Tiểu thừa. Ăn chay một tháng 10 ngày gọi là gì? Trung thừa. Ăn chay trường gọi là gì? Đại thừa. Còn ăn chay ba hồi ăn mà không người ta gọi là? Là gì? Đổ thừa. Đúng không? Ê, trời ơi. Có thiệt thì vô tay quá trời luôn kìa. Có thiệt, kể mày nghe nè. Sớm tao có nhỏ đó nè. Sao chú? Sáng ngày rằm tao thấy nó ra chợ Sóc Trăng nó dạ. Ăn tô bún cá đó. Dạ. Nguyên con cá dài vậy nè. Tao nói ê, bữa nay rằm mà mày không ăn chay mày. Nó của dạ. Rằm hả chú? Chết cha con quên. Không phải đủ thừa hả mày? Trời đất ơi, gì cũng nói. Không phải chú điều, ơi. Một điều. Bây giờ mình đổi chủ đề. Đổi chủ đề gì? Mình không đố nữa. Làm gì? Mình văn nghệ đi. Văn nghệ là sao con? Bây giờ văn nghệ mình hát, mình về đồng bằng sông Cửu Long là miền Tây có nhiều trái cây, hát bài nào có trái cây thì được tính còn không. Đi chùa là phải dâng hương lễ Phật là cầu hoa quả và trái cây. Dạ đúng. Rồi bây giờ mà ca bài nào ca miễn trong bài ca phải có trái cây không? Đúng luôn. Bây giờ tao với mày ai hát trước? Thì dĩ nhiên chú là lớn tuổi. Giỏi. Kính lão đắc thọ. Giỏi. Con hát trước. Quỷ sứ mày nói kính lão đắc thọ mày dặn đằng trước mày. Thì thế kệ chú lớn nhường con đi. Nhớ là có trái cây nha. Có trái cây. Mở nhạc rồi. Mày ca trái gì ca tao nghe coi. Hey. Trái gì? Trời ơi. Ê, nhảy giống bay ngồ quá con. Ê, mày nhảy nhảy giống gà ngồ vậy. Trời ơi, có lửa luôn hả con? Cái gì? Gió lay mẹ rùi. Con phải mồ côi. Đi chuối.
bức trái chuối liền nha. Trái chuối phải không? Dạ. Nghe trái của chú được không? Chiều chiều qua ra đứng bên ta bò rừng nha. Bên bò rừng. Đấy. Bò rừng là bò gì? Bò rừng là bò rừng á. Tại sao không hát bò rừng? Hát bò rừng. Mày ca bò rừng sao vô giai đoạn mày? À quên. Bên bò rừng á. Thấy em tăng tình à đang ngây. Hãy xin bên rừng. Em hãy xin bên rừng. Bên rừng đâu có trái xin tới mày. Tới con hả? Cái gì? Nhớ mùa chôm chôm chôm, mùa chôm chôm kỷ niệm với bao nhiêu nồng thơm. Cái chôm chôm thôi rồi, tôi muốn cả trái gì sang trọng, chôm chôm 2000 thúng rồi con. Không dám là chú ngon lắm mày nè, tôi muốn hát rồi. Mày chôm chôm phải không? Chôm chôm. Nghe trái của chú được không? Rồi. Chiều chiều à, ra đứng bên bờ rừng, bên bờ rừng thấy em tăng tình à đang. Này tôi hát rồi. Hồi nào? Hồi nãy tôi hát là mình đứng bên bờ rừng rồi hái trái sim rồi đó. Thì hồi nãy đứng bên bờ rừng hái trái sim. Rồi bây giờ hái gì nữa? Bây giờ hái cái gì thì chạy ông nội đâu đi. Mày phá ra hoài. Thấy em tăng tình à đang ngây. Hái nhô bên rừng. Em hái nhô bên rừng. Bên rừng tao có trái nhô. Trời ơi cái con. Trái gì? Ai mua sầu riêng có ai mua sầu riêng. Em đi bán trái sầu riêng nhưng em không bán tình duyên. Mặt mày bán tình duyên ai mua? Kệ con đi, trái sầu riêng đó chú. Ôi sầu riêng nóng ăn nổi mụn con. Nghe trái chú rồi. Dạ. Chiều chiều à, nhà đứng bên bờ rừng, bên bờ rừng à, thấy em tan tình à đang ngây. Hãy lơi bên rừng. Còn có trái cam, trái cam, trái cam, trái cam. Thầy ơi, vậy cũng được hả bạn? Ờ, tới chú kìa. Ủa, này kêu léo lửa trời. Nghe trái chú rồi. Chiều chiều à, nhà đứng bên bờ rừng à, bên bờ rừng à. Thấy em tăng tình à đang nghe. Thầy! Thấy em tăng tình à đang. Thầy! À, thấy hoài, thấy hoài luôn. Tắt nhạc. Dạ, tắt nhạc em cho anh. Thôi chú em tăng tình là đang. Thôi. Chú ăn vàng quá à chú ơi. Mày xuống xíu tao lọt xuống cái hồ luôn mày. Trời đất ơi con cực khổ con lọt từ Bắc chi Nam con hái được có mấy trái à. Còn chú cái điếu nguyên có một chỗ chú hái một thúng luôn là sao. Mày mà không cản tao hái tới năm sau luôn đó con. Trời ơi bây giờ con không chơi đố này nữa đố khác. Chơi gì mày? Con đố khi nào con thắng chú mới thôi. Bây giờ làm gì? Bây giờ con làm thơ. Ôi, tưởng gì làm thơ dễ ẹ. Nhưng mà con nói hai câu chú phải làm sao châm biếm khán giả cười vỗ tay thì thắng, còn không chú thua. Ê mày chơi khó hả mày? Bắt không khó thì chú thua con đi. Gì thua mày? Từ từ bây giờ con ra đề tài thơ. Đúng. Mà chú đối đáp châm biếm thổi hư tật xấu xã hội. Đúng. Mà bà con đây cảm thấy vui là được phải không? Đúng. Mời con giao bóng. Rồi chú nghe con nói nè. Nói. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Làm con phải nhớ công ơn cha mẹ. Dạ đúng. Mà bây giờ chú ba trả lời châm biếm mà bà con ngồi ở đây cảm thấy đúng hay mà chấp nhận vỗ tay chú thắng con. Dạ đúng. Nói lại tao trả lời. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cha già con mọn chơi dơi, cha làm thấy mẹ con chơi tối ngày. Cảm ơn gia đình. Tiếp nè chú. Ai? Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ chăm đường con hư. Cá không ướp muối cá hôi. Đúng. Làm con bất hiếu thiên lôi đánh mày. Ai? Ai? Cái gì vậy kỳ chú? Ăn ở bất hiếu cha mẹ ba búa vô chỗ. Trời ơi cái gì mới gặp đám chùa người ta bị thiên lôi đánh là sao? Chùa nào tao trả lời cho bà con đây, ta vui với chùa nào mày ơi. Rồi có thứ ba nè. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Ê câu này hay nè con. Biết không? Câu này mà mỗi lần mà tháng 7 du lan đó. Dạ đúng. Đi chùa là nghe quý thầy quý cô giảng câu này. Đúng. Trả
lời cho mày tâm phục khẩu phục. Rồi, chú trả lời đi. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Chính xác. Xài tiền của mẹ không thằng nào giỏi bằng con. Đơ nha chú. Đơ nha chú. Nha, tiếp theo. Tiếp. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Sóc Trăng ngọn tỏ ngọn lưu. Trời đất quỷ thần ơi, thằng này lửa toàn cấu độc không con? Nó. Ê, nó nghe. Dạ, sao chú? Mày đi đâu mày thi mày ăn chú? Mày về Sóc Trăng này mày đụng chú là giật bẻ con. Ờ, chú trả lời đi. Bà con dòng họ tao không? Tớ, bây giờ chú trả lời, tao vỗ tay thật lớn, con mới tin dòng họ của chú. Giới thiệu với mày nè. Dạ. Cái dãy bên tay trái này là bên ngoại nè. Tớ ơi. Cái dãy bên tay phải nè, chỗ coi Hi Tấn ngồi là bên nội nè. Tớ ơi. Còn nguyên cái dãy chính giữa này nè. Là ai chú? Bên vợ tụi nó. Bữa nay chế gì của tao đi đâu? Rồi, để chú trả lời đi. Bây giờ tao trả lời, vỗ tay là mày phục phải không? Đúng. Nghe nè con. Rồi. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ. Dạ đúng. Tiếp. Đèn Sóc Trăng ngọn tỏ ngọn lưu. Thằng này đúng thật là ngu. Đấy. Nếu để đèn sáng làm sao cặp bồ. Trời ơi, chú già chú còn ham hố nữa. Già tranh thủ ham hố cho mai mốt nằm xuống hố lấy gì ham. Trời ơi. Bây giờ chú hay. À, bò không ăn cỏ bò ngu. Bò không ăn cỏ bò ngu. Đúng. Mày mà ăn cỏ mày ngu hơn con bò. Trời ơi, chửi hoài chơi. Chị nói con này ra chống chửi mình à. Tôi chửi rồi. Có một thằng da đen đứng cạnh cột đèn. Có thằng da đen đứng cạnh cột đèn. Bí luôn. Xe chạy không đèn đụng chết da đen. Tao hỏi mày, nó đen thui. Đứng kế cột đèn, xe không đèn, ba cái đen đụng lại ai thấy ai. Chim khôn hót tiếng déo giòn. Chà, câu này tình cảm ta. Mày nghe Phật dạ tử sao? Nghe Phật tử thuận thành trả lời rồi. Chim khôn hót tiếng véo von. Dạ đúng. Người tu ăn nói nhẹ nhàng dễ thương. Thôi A Di Phò Phò. Thôi con được nha. Cực lạc cực khổ song song hai đường. Song hết chú dòng đường nào? Chắc mẹ nó lựa toàn là văn Phật Pháp không vậy ta? Đó. Bữa nay đi chùa mà đối tao toàn Phật Pháp không? Đi trả lời đi. Đây nghe Phật tử trả lời đi con. Rồi. Cực lạc cực khổ song song. Dạ đúng. Hai đường cực hết chú dòng đường nào? Dạ. Nghe trả lời. Cực lạc cực khổ song song. Đúng. Hai đường cực hết tao dòng vô chùa. Thôi thôi. Vô chùa là hắn rồi. Thôi nha. Đừng thấy Hi Tướng ở đây nói gài gài Hi Tướng nhận vô chùa ở nha chú. Chưa còn câu nữa. Còn một câu cuối. Câu gì con? Chấp tay con hỏi Phật bà. Tiền con bị gạt có đòi được không? Bởi vì mày ngu. Mày có tiền mày đi làm từ thiện đi. Nè tao chỉ cho mày đi theo xin Hi Tướng đó. Làm đệ tử Hi Tướng đi. Rồi Hi Tướng dẫn con đi làm từ thiện. Đóng góp và chút công đức thì mình xây chùa xây đồ. Mày có tiền mày đi cho vay tiền góp. Rồi mày bị giật hết mày vô chùa mày hỏi Phật bà mày bất dạy. Thôi đúng rồi. Tao chửi hoài. Chú trả lời con đi. Ủa cái này là đố hả? Đố chú đó. Trời đất quỷ thần ơi, tao tưởng là mày nói chuyện với tao. Nói chuyện đâu, đố chú đó, chú trả lời. À, câu này là câu quyết định đâu? Quyết định. Thôi bây giờ chú ba nói với con vậy. Dạ, sao chú? Thời gian không có. Dạ. Nếu mà chú ba trả lời được cái câu này, tất cả bà con ngồi đây mà vỗ tay một cái rần là không có thi nữa nha. Nghĩ thi. Rồi nói lại chú trả lời. Dạ. Chấp tay con hỏi Phật bà, tiền con bị gạt có đòi được không? Phật bà mới trả lời rằng tiền chùa nó còn gạt huống chi tiền mày. Dí dầu cầu giáng đóng đinh, cầu che lắc lẻo gặp gình khó đi. Khó đi chú dắt con đi. Con đi không được chú đi một mình. Hả? Chú đi đâu vậy? Đi qua chùa Láng coi văn nghệ con. Trời ơi chào các đi chú. Kính thưa quý vị, tiệm phong bài đã tới một lần nữa. Duy Mỹ và Quỳnh Bá Thanh xin chân thành cảm ơn sự theo dõi tất cả quý vị rất là nhiều. Chào ạ, xin cảm ơn nhiều ạ.